Tâm hồn mình vẫn ốm được rồi mọi người. Mình mập nhưng mà tâm hồn mình ốm được rồi, đúng không? Quá hợp lý. Mập nhưng mà tâm hồn ốm. Tâm hồn mình nó giống như là ăn đi, không sao đâu, ốm mà. Đó, tâm hồn mình ốm mà, bởi vậy mình mới mập.